Mbappe nói không với PSG. Dẫn nguồn tin của LA Quick cho biết, Mbappe không còn đặt trọn tâm huyết cho PSG. Ngôi sao người Pháp cho rằng PSG không đảm bảo cho tham vọng vô địch Champions League ngay cả khi câu lạc bộ đã chiêu mộ Achraf Hakimi, Jorginho Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma và Sergio Ramos trong hè này. Quan điểm của Mbappe và PSG đang trái ngược nhau. Chân sút người Pháp muốn gia nhập Real Madrid trong hè năm nay hoặc ra đi tự do vào tháng 6 năm 2022. Trong khi đó, PSG cương quyết không bán mũi nhọn này và làm mọi cách để ngôi sao của mình đặt bút ký hợp đồng. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG trực tiếp can thiệp vào cuộc đàm phán cùng Mbappe, nhưng tình thế không đảo chiều. Theo Lothian Sports, PSG sẵn sàng trao cho tiền vệ từng vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp mức lương tương tự Neymar, khoảng 37 triệu euro trên một năm. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1998 nói không. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao trước chia sẻ này của Mbappe? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!